Thực ra ban đầu thì em cũng có đọc hết cả một kịch bản và đọc cả những cái phần diễn của các vai khác nữa. Nhưng mà cuối cùng thì vai Như lại vào tay em. Em nghĩ là cũng phần tại vì em thấy bản thân mình cũng khá là giống với vai diễn này. Đương nhiên là bạn Như này bạn ấy sẽ khác ở cái khúc là bạn ấy là con gái tài phiệt, bạn ấy rất là nhiều tiền và bạn ấy rất là tính, rất là nóng. Em thì không như thế. Nhưng mà ở cô gái này thì em thấy cũng có một vài điểm tương đồng, rất là mạnh mẽ, rất là tự tin, rất là độc lập và luôn có mong muốn là chứng tỏ được bản thân mình. Đương nhiên là ở cái trailer thì em thấy feedback của mọi người là Thùy Nguyễn Đình vào vai đầu tiên đã là vai phản diện, vai ác rồi. Nhưng mà thực ra là với cảm nhận của em thì em thấy là vai này không ác, mà chỉ đơn giản là một cô gái rất là mạnh mẽ, rất là tự tin và luôn mong muốn là được thể hiện bản thân mình rất là nhiều năng lượng nữa. Chính vì vậy là cái cách thể hiện của cô ấy nó hơi dữ dội với mọi người một chút thôi. Tham gia vai diễn này thì em phải casting không hay là được đạo diễn đóng giày chọn cho vai diễn? Như ban nãy anh Thắng Vũ cũng có chia sẻ thì vai diễn này mọi người cũng vì là em là một phần là người miền Bắc và rất là phù hợp với các bạn diễn còn lại. Chính vì vậy là em cũng may mắn được có các anh chị gửi gắm vai diễn này để có thể thử sức. Như em lúc nãy em nói là em bé thôi, nhưng mà em cũng xuất hiện tới 11 sim thì em cũng nghĩ là nó cũng là một cái điều ở trước đến giờ em cũng mong muốn mình có thể thể hiện. Kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi mà đi quay phim với Lưu Kỳ Linh. Thời gian quay phim thì cũng khá là lâu và cũng quay ở nhiều nơi, nhưng mà cái điều mà em nhớ nhất có lẽ là một cái cảnh phim với chị Phương Anh Đào, nhưng mà hai chị em xây sát nhau ở một cái bối cảnh rất là nguy hiểm. Thôi thì mình không spoil phim, nhưng mà nói chung là một cái bối cảnh cực kỳ nguy hiểm mà em kể cả đời ngoài đời thật em cũng chưa bao giờ được ở trong cái bối cảnh đấy, và cũng đã phải dùng tới rất là nhiều những cái dụng cụ bảo hộ để đảm bảo an toàn cho diễn viên. Và cảnh quay đấy thì cũng được diễn ra, em nhớ không nhầm cũng là 1-2 giờ sáng, cũng rất là khuya rồi. Và cảnh đấy thì thực sự nó rất là, em cảm thấy nó rất là sợ, vì một phần là mình cũng sợ bị ngã này, và một phần nữa là ở cái cảnh đấy nó có cái phần cảm xúc nó rất là dâng trào, rất là cao trào, cả hai đều rất là tức giận, rất nhiều cảm xúc của đó. Chính vì vậy là cái cảnh đấy em nghĩ là một trong cái kỷ niệm đáng nhớ nhất, trong cái khung cảnh mà gọi là khó nhất với em. Lưu Tiến Linh, có phải lúc nãy em chia sẻ là em chưa từng học nó diễn xuất trước khi mình tham gia phim này đúng không? Vậy thì em có tham khảo những cái bạn diễn của mình không? Khi là trong dàn là Hồng Hoa Hậu và nhà Sen Vàng thì có Tiểu Vi và Thùy Tiên cũng đã có những cái bộ phim hay là những tham gia khóa học ấy, thì em có lấy kinh nghiệm từ bạn của mình? Thực ra là tại vì mỗi chị em lại có một cái lịch trình khác nhau nên là em cũng không có thời gian để chắc chắn với hai chị em của mình lắm. Nhưng mà em nghĩ là cái phần lớn em học được là on set là có đạo diễn và các anh chị ekip và tất cả các anh chị diễn viên đã đóng cùng em. Trong mỗi cảnh mà có em thì em cảm thấy là mọi người rất là cố gắng để có thể truyền đạt tới em rất là nhiều cái diễn khác nhau. Và qua đây thì em học được một bài học là đôi khi là chỉ là một cái câu thoại thôi, nhưng mà mỗi cái cách mình nhấn giọng hay là mình nói cách khác đi, tông giọng khác đi thì nó sẽ là một cái biểu cảm khác. Và em thực sự cảm thấy như là mọi người trong đoàn phim làm việc giống như là một cái cuộc dạo chơi của mọi người, tại vì thấy giống như tại vì đấy là đam mê của mọi người nên là mọi người làm nó một cách rất là tự nhiên. Đôi khi cảm thấy họ chỉ đang chơi đùa với những cái tính cách nhân vật, làm sao để thể hiện nó một cách khác, một cách thú vị hơn. Nhưng mà khi mà người ta nghe thấy những nàng hoa hậu và những người đẹp trong phim thì họ sẽ luôn nghĩ đấy là việc bình hoa di động ấy, thì Lương Tiến Linh có lo sợ là khi bộ phim này lên là mọi người sẽ đánh giá mình chỉ là Lương Tiến Linh vào để cho fan rất đẹp đi xem, chứ không có cái vai diễn của em nó không có cái đặc biệt gì trong cái bộ phim này, em có sợ cái gì không? Thực ra như anh cũng có chia sẻ thì sau khi mà trailer ra này xong rồi em cũng thấy được là có cái phản ứng tích cực từ phía khán giả. Nói chung là mọi người, cái việc mọi người nói lên là bình hoa di động thì em chưa thấy comment đấy có thể là em chưa để ý, nhưng mà thấy là mọi người cũng rất là tích cực với cái vai diễn lần này của em, và mọi người rất là tò mò không biết là Lương Tiến Linh sẽ thể hiện như nào. Thì em nghĩ nó cũng, đối với bản thân em thì em cũng nghĩ nó là một cái bước đầu thành công nho nhỏ đối với cái sự nghiệp diễn xuất của mình. Mình nghĩ là cái việc mà mình được đón nhận với khán giả nó là cái thành công lớn nhất. Vậy về sau cái bộ phim này thì em, sau khi đóng bộ phim này thì em có nghĩ là nghề diễn viên phù hợp với mình không? Để nói là phù hợp hay không em nghĩ là cũng cần nhiều hơn trải nghiệm một chút.
tại vì em cũng là một người tay ngang và cũng chưa qua một cái trường lớp đào tạo nào. Và đối với em thì để khẳng định chắc chắn một điều gì là phù hợp hay không thì mình còn cần rất là nhiều thời gian mình bỏ ra, công sức mình bỏ ra để mình trải nghiệm thêm nhiều hơn nữa. Đôi khi là mình sẽ cần học hỏi thêm nhiều. Em nghĩ là nếu như mà có ý định dấn thân vào con đường diễn viên thì chắc chắn là em sẽ phải đi học thêm cái trường lớp đào tạo chuyên nghiệp. Cái thời gian đóng bộ phim này nó có tốn như thời gian của em không, khi mà mấy cái lương thế hệ cũng đang là trợ giảng đúng không? Cái thời gian em sắp xếp thời gian như thế nào để nó cân đối với bộ phim này? Đóng bộ phim này thì cũng tốn khá là nhiều thời gian. Em thì có 11 scene và cũng phải hợp lịch với các anh chị diễn viên khác nữa thì mới có thể ra lịch chung của bạn đoàn. Thì em nhớ không nhầm là cũng phải tốn tới 2 tháng để có thể đóng hết tất cả các cảnh của em. Trong thời gian đấy thì thực sự là cũng rất là bận rộn. Em thì vừa đi đóng phim, vừa chạy một cái sự kiện, có một cái buổi chụp hình cũng trở về trường của mình nữa. Nên là cũng rất là khó khăn để có thể sắp xếp. Nhưng mà em cũng rất là vui khi mà có cái ekip luôn support em, luôn luôn hỗ trợ em. Và các anh chị diễn viên thì cũng rất là dễ thương, kiểu rất là mong muốn có thời gian để cùng nhau hợp tác. Nên là mọi người làm việc với nhau rất là ổn. Nên đây cho em hỏi là có những khi mà chiếu cái trailer lên á thì có một số bạn fan comment là tại sao mặt Lương Linh khi lúc mà diễn nó bị sượng quá, thì Lương Linh sẽ trả lời vào những cái comment đó như thế nào? Linh đầu tiên là Linh muốn gửi lời cảm ơn tới mọi người vì đã xem trailer của phim và đã góp ý cho Linh những cái comment rất là với cái góc nhìn của mọi người thì rất là thực tế như vậy. Và Linh cũng mong là trong thời gian tới thì Linh sẽ có thời gian để mình có thể đi học thêm diễn xuất và có thêm nhiều trải nghiệm hơn nữa để có thể cho khán giả thấy nhiều màu sắc hơn của Linh trong vai trò diễn viên. Một cái scene mà Linh thấy khó nhất trong lúc thực hiện bộ phim lần này là gì? Cái scene Linh thấy khó nhất là scene với chị Phương Anh Đào, khi mà cả hai say sát với nhau và có một cái cuộc gọi là cái kiểu giằng giật nhau rất là ghê. Thì nếu như mọi người xem phim thì mọi người sẽ biết cái scene đấy. Và Linh nghĩ là đó là cái scene chắc là nguy hiểm nhất của cả phim. Tại vì là nó được diễn ra ở một cái bối cảnh rất là nguy hiểm, rất là treo leo và có thể gây sức người say sát rồi ngã bất cứ lúc nào. Và trong cái cảnh đấy thì Linh và chị Phương Anh Đào cũng phải mặc những cái đồ bảo hộ để có thể giữ an toàn cho mình. Linh nghĩ là khi mà mọi người xem cái scene đấy thì mọi người sẽ rất là ấn tượng. Thực ra là cái scene đó ban đầu thì có một cái option khác là mình sẽ là đạo diễn sẽ làm ở một cái setting nó đỡ nguy hiểm hơn chứ không phải là ở trên cái setting cao như vậy nữa. Nhưng mà cuối cùng là cả anh Thắng, chị Đào và Linh đều đồng ý là tại vì cái scene này nó sẽ đẩy cảm xúc của khán giả, của người xem lên rất là cao, nên là phải làm một cái địa hình nào đấy mà khiến cho cái cảm xúc đấy lên được đỉnh cao nhất. Nên là mọi người đã quyết định là mặc dù có nguy hiểm như vậy nhưng mà sẽ cố gắng hết sức. Là diễn viên nhỏ tuổi nhất nhưng mà trong phim Linh lại đó là chị gái của tất cả, thì không biết là Linh có phải em phải tự học cái cách mà mình để làm cho mình già dặn đi hơn không? Thực ra thì đúng là trong phim thì Như là cái người chị của tất cả mọi người nên là hơi lớn tuổi một tí. Linh cũng có được sự giúp đỡ của ekip stylist và ekip makeup để có thể khiến cho bên ngoài của mình nhìn lớn tuổi hơn mình thực sự một chút. Bên cạnh đấy thì cũng phải học cách thể hiện bản thân sao cho giống một cái người mà lớn tuổi hơn một đứa 22 tuổi. Và bên cạnh đấy thì thực ra ở bên ngoài những cái lúc mà Linh on set thì đóng phim thực sự á, thì ở ngoài kiểu giao lưu bình thường với anh Lãnh Thanh hoặc là chị Phương Anh Đào nên vẫn hay kiểu xưng như kiểu trong phim thì mình có mood hơn, để mình có thể diễn smooth hơn. Trong cuộc đời mình thì biết có bao nhiêu loại người đâu đúng không ạ? Kiểu rất là nhiều người, mỗi người có một tính cách khác nhau, mỗi người lại có một cái bối cảnh khác nhau. Chính vì vậy là cũng rất là khó để có thể chọn ra một cái vai diễn nào mà mình muốn diễn nhất. Đối với Linh thì Linh nghĩ là một cái người diễn viên giỏi không phải là họ chọn vai diễn mà là vai diễn chọn họ và họ có thể thể hiện tốt nhất. Chính vì vậy là Linh nghĩ là nếu như mà có cơ hội được tiếp tục với vai trò diễn viên thì Linh mong là có bất kỳ vai diễn nào thì mình cũng đều có thể có cơ hội được thực sự. Không biết là với cái lần đầu tiên của mình thì mình có nên dễ dàng quá với bản thân mình không, nhưng mà đối với Linh thì Linh
Linh nghĩ là có lẽ là mình sẽ chưa để bản thân mình hài lòng với những gì mình làm để mình có cái cảm xúc để mình luôn luôn cố gắng hơn nữa. Đương nhiên là mình sẽ không phủ nhận là trong thời gian mà mình đóng phim thì mình cũng đã rất là cố gắng để sắp xếp thời gian công việc và cố gắng để có thể thể hiện tốt nhất trong vai diễn của mình. Nhưng mà Linh mong là trong những vai diễn tiếp theo thì mình còn có thể làm được tốt hơn nữa. Lúc nãy thì MC có giới thiệu Linh là ban nãy anh MC cũng giới thiệu là hoa hậu diễn viên của Linh thì Linh cũng hơi bất ngờ một tí tại vì là nghe nó lạ quá. Nhưng mà Linh nghĩ là thôi có lẽ là mình sẽ chưa dám nói là mình là một diễn viên chuyên nghiệp thì dù gì Linh cũng là một người tay ngang mà thôi, nên là mình sẽ cố gắng nhiều hơn để có thể cái vai trò diễn viên chuyên nghiệp sẽ được mọi người công nhận với mình.